Chào mừng các bạn đến với Audio Hà Nội TV. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn một chương trình đặc biệt, hứa hẹn sẽ là những thông tin bổ ích và trải nghiệm âm nhạc hấp dẫn. Và trong video lần này, chúng ta sẽ cùng đến với một sự phối hợp ăn ý giữa tai nghe Vocal Spirit Unes và Dragonfly. Sự kết hợp của bộ đôi này sẽ mang đến những ưu điểm nổi bật gì? Và ngay sau đây chúng tôi sẽ bật mí cho các bạn. Trước tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu về tai nghe Vocal Spirit Unes và Dragonfly. Tai nghe Vocal Spirit Unes là mẫu tai nghe thuộc thương hiệu Vocal nổi tiếng của Pháp. Vocal Spirit Unes là tai nghe thông minh, sở hữu thiết kế hiện đại, khỏe khoắn, vô cùng tinh tế và sang trọng. Ấn tượng đầu tiên là chất liệu làm nên mẫu tai nghe này, chủ yếu là từ nhôm, mang lại vẻ ngoài chắc chắn và hiện đại. Tai nghe được trang bị thêm đệm tai bằng chất liệu giả da, rất êm tai, đảm bảo cho người dùng khi sử dụng trong thời gian dài cũng không hề bị đau tai. Phần gọng tai nghe tiếp xúc với đỉnh đầu cũng được thiết kế thêm một miếng đệm mút, mang đến sự thoải mái cho người dùng. Một điểm đặc biệt nữa là Vocal Spirit Unes có khả năng xoay ngang gập 90 độ, nên người dùng dễ dàng điều chỉnh và gập gọn khi không dùng đến nó. Tai nghe Vocal Spirit Unes sở hữu hai dây kết nối, trong đó có một dây chuyển 3,5mm, có bộ điều khiển tích hợp ở trên dây, hỗ trợ việc tăng giảm âm lượng và nhận cuộc gọi khi bạn đang kết nối với thiết bị điện thoại di động. Dây thứ hai có đường kính 6,3mm, được dùng cho kết nối với các thiết bị gia đình, chẳng hạn như TV. Tai nghe Vocal Spirit Unes là một tai nghe di động với khả năng cách âm hiệu quả. Vocal đã dùng đến thiết kế đóng để đảm bảo âm thanh không bị lọt ra bên ngoài, dù bạn có điều chỉnh âm lượng ở mức max volume và bạn có thể chìm đắm trong không gian âm nhạc của riêng mình. Bên trong hai tai nghe là hệ thống củ loa có đường kính 40mm, có măng loa được làm từ hợp chất Milan Titan, đồng thời các củ loa này còn được gắn nam châm Neodymium từ tính mạnh, mang đến những âm thanh vô cùng mềm mại ở dải trung và vẫn mạnh mẽ khi tái tạo âm bát. Tiếp đến là AudioQuest Dragonfly. Chúng ta vẫn thường tự hỏi rằng chúng ta có một thiết bị phát nhạc thông minh như điện thoại di động, máy tính bảng hay laptop và một chiếc tai nghe rất cao cấp, nhưng tại sao khi nghe nhạc, âm thanh phát ra vẫn chưa được trung thực, tự nhiên, bóc tách nhất có thể? Tại sao lại như thế? Đó chính là vì chúng ta đang thiếu đi một thiết bị tuyệt vời như AudioQuest Dragonfly. AudioQuest Dragonfly là USB DAC, bộ giải mã tín hiệu kỹ thuật số sang dạng analog. Đây được xem là những bộ giải mã DAC có kích thước nhỏ nhất trên thị trường nhưng vẫn đem đến chất lượng âm thanh vô cùng hoàn mỹ cho các thiết bị di động. Và người ta ví rằng Dragonfly nhỏ nhưng có võ. Thiết bị này gồm hai phiên bản là Dragonfly Black và Dragonfly Red. Phiên bản Dragonfly Red cao cấp hơn, được trang bị chip DAC ESS9016, mang đến chất âm vượt trội hơn hẳn so với phiên bản Black. Dragonfly thế hệ mới cho phép người dùng kết nối với bất kỳ laptop, desktop, máy tính bảng hay điện thoại thông minh nào và đem đến âm thanh trung thực nhất với chất âm đầy cảm xúc trong những bản cũ chỉ có thể tương tác được với PC hoặc MAC. Dragonfly được đánh giá là startup CES 2016, mang đến những kết nối mạnh mẽ, truyền tải trọn vẹn ý nghĩa của những bản nhạc và video. Mặc dù phải thừa nhận rằng khi cắm chiếc headphone xịn trên những thiết bị di động thông thường hay máy tính thì người nghe vẫn nhận được những âm thanh to, rõ ràng. Tuy nhiên, nếu để ý bạn sẽ thấy việc kết hợp một headphone cao cấp với một bộ giải mã tín hiệu kỹ thuật số sang dạng analog phù hợp thì âm thanh nhận được sống động, chi tiết hơn, độ nhiễu được giảm triệt để, khả năng bóc tách âm thanh tốt hơn rất nhiều và dường như sức mạnh âm thanh của nó mang lại không có giới hạn. Bây giờ chúng ta cùng thử nghiệm sự kết hợp hoàn hảo của hai thiết bị này nhé! Tôi vừa có một trải nghiệm nghe cực kỳ tuyệt vời nhờ sự kết nối này. Còn bạn thì sao? Hãy thử và cảm nhận. Có thể nói thế mạnh của chiếc tai nghe Vocal Spirit Unes chính là khả năng truyền tải âm thanh ở dải cao trung mượt mà trong trẻo và dải trầm mạnh mẽ sâu lắng. Còn đối với Dragonfly thì mang đến khả năng giải mã các tín hiệu một cách nhanh chóng sang dạng analog. Sự kết hợp giữa hai thiết bị này sẽ mang đến những bản nhạc có hồn hơn và thậm chí vocal ấn tượng đến mức có thể khiến người nghe phải nổi da gà. Để có những trải nghiệm chân thực nhất về sự kết hợp đặc biệt này, các bạn hãy đến với showroom Audio Hà Nội của chúng tôi. Còn bây giờ thời lượng chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những số tiếp theo của Audio Hà Nội TV.